Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua thực tế kiểm tra tại trường tiểu học Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tiểu học Hiệp Cường, huyện Kim Động và nghe báo cáo tổng quan, đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hưng Yên. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã phun thuốc khử trùng đợt 2 và sẽ triển khai phun đợt 3 khi học sinh đi học trở lại. Giữa nhà trường và gia đình luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, vừa để hướng dẫn tự học, vừa theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Ngành giáo dục Hưng Yên đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Liên quan đến vấn đề chọn sách giáo khoa lớp 1, hiện tại các trường tiểu học trên toàn tỉnh đã tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiên cứu kỹ lưỡng sách giáo khoa lớp 1 mới, chuẩn bị các bước chọn sách theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện, tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục, các huyện, thành phố, thị xã, quy hoạch, xây dựng, phát triển đội ngũ, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, bài bản, tập trung vào trường lớp, nhà vệ sinh, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Liên quan đến vấn đề phòng dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có những chỉ đạo sát sao, không để dịch bệnh lây lan trong môi trường giáo dục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Phó tướng nói là nếu có cho các cháu đi học thì phải trả lời được hai chữ. An toàn và an tâm. An toàn là cho các cháu và an tâm cho phụ huynh và cho chúng ta. Thì trả lời được hai câu ấy chưa thì đến giờ vẫn là chưa trả lời được. Nếu cách đây 4-5 ngày thì có thể trả lời tạm tạm. Bởi vì 4-5 ngày cách đây thì mới ở Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay, ngày hôm nay thì Tổ chức Y tế Thế giới đang cảnh báo là nguy cơ đại dịch toàn cầu. Ngoài chỉ đạo của Thủ tướng ra, chúng tôi còn thêm mấy chữ nữa đây. Thứ nhất là gì? Là kỷ cương, là quyết liệt, là trách nhiệm, là bình tĩnh và hiệu quả. Thứ hai là phòng dịch như dập dịch. Quan trọng nhất là bao vây, khoanh vùng, dập dịch và dinh dưỡng để nâng cao thể chất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đoàn công tác sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vấn đề tự chủ và thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.